Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý có trong chương trình. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin chính sau đây. Luật sư chia sẻ về vụ bà Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng, tiết lộ thêm thông tin quan trọng. Thiếu thuốc và tư y tế vì nhiều cán bộ sợ trách nhiệm không dám làm khởi tố bắt tạm giam hai nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai liên quan vụ khai thác chui 1 triệu tấn quạng apatit. Tạm dừng giao dịch tài sản đối với 3 cán bộ ở Ninh Thuận để điều tra sai phạm đất đai. Công an thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về nạn lừa bán người lao động sang Campuchia. Bắt tạm giam giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phủ Mỹ Bình Định. Và sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin, luật sư chia sẻ về vụ bà Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng, tiết lộ thêm thông tin quan trọng. Mới đây, phía công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quyết định gia hạn điều tra một lần đối với thời hạn 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng 51 tuổi, thường trú tại phường Bến Nghé, quận 1, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Đây là động thái được đưa ra sau 3 tháng bắt tạm giam bà Hằng vì hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Vụ án này phức tạp liên quan nhiều người, chúng tôi cần thêm thời gian để làm rõ, nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết. Trước đó vào ngày 24 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam nhằm phục vụ điều tra về tội danh trên. Ngay khi thông tin được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội, nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo quy định tại Điều 173, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo ông Hậu chia sẻ, trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét thấy cần phải có thời gian dài hơn để điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị vị kiểm sát gia hạn tạm giam. Cũng theo luật sư hậu, khi hết thời hạn tạm giam thì người bị tạm giam phải được trả tự do. Trường hợp xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn khác như cấm rơi khỏi nơi cư trú, đặt tiền bảo đảm. Bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam, khởi tố để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức hình phạt cao nhất 7 năm tù, được xếp vào nhóm tội phạm nghiêm trọng. Theo các quy định đã nói ở trên, thời gian tạm giam để điều tra bà Nguyễn Phương Hằng là không quá 3 tháng và được gia hạn tạm giam một lần không quá 2 tháng. Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng trước đấy có họ tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Đến năm 2010, bà Hằng đổi tên như hiện tại. Nữ CEO là đại gia bất động sản và là vợ của doanh nhân Huỳnh Nguy Dũng, có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus. Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để livestream công kích nhiều cá nhân như ca sĩ Vi Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Trần Thành, Thủy Tiên bằng những lời lẽ thô tục nặng nề gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cá nhân của nhiều người. Từ tiếp theo, thiếu thuốc và tư y tế vì nhiều cán bộ sợ trách nhiệm không dám làm. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của thường trực chính phủ với các bộ ngành về các giải pháp đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế và đảm bảo nguồn nhân lực cho ngành y tế. Thiếu thuốc là nghiêm trọng. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế là vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra tại nhiều nơi, khiến người dân lo lắng. Thủ tướng đã giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo xử lý, tổ chức cuộc họp trực tuyến toàn quốc và triển khai nhiều giải pháp về vấn đề này. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế các cơ quan tiếp tục bám sát đánh giá tình hình mức độ thiếu thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế một cách chính xác, khách quan, trung thực toàn diện trên cơ sở số liệu thống kê, phân tích cụ thể nguyên nhân chủ quan, khách quan, đưa ra giải pháp phù hợp, sát tình hình, khả thi, hiệu quả. Các ý kiến tại cuộc họp đã phân tích kỹ các nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế ở một số nơi, trong đó có nguyên nhân khách quan do dịch bệnh làm đứt gãy chuỗi cung ứng, trong đó có thuốc, giá cả đầu vào nguyên liệu tăng cao trên thế giới tuy nhiên nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu cụ thể việc đấu thầu tập trung triển khai chậm chưa kịp thời chưa thực sự nâng cao trách nhiệm của các cơ quan cá nhân liên quan các cơ quan cũng chưa thật tích cực đàm phán giá thuốc sát với tình hình thực tế thủ tướng cho rằng cần phải tích cực hơn nữa lăn lộn với thực tế để có giá thuốc phù hợp với thị trường và người dân chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay Cùng với đó, về gia hạn các loại thuốc chậm, công tác triển khai, thúc đẩy việc mua sắm chưa tích cực, việc phối hợp với các bộ ngành trung ương và với địa phương chưa chặt chẽ hiệu quả. Đặc biệt, nhiều cán bộ còn sợ trách nhiệm, không dám chịu trách nhiệm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, các cơ quan đẩy mạnh phân cấp mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, trên cơ sở ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường kiểm tra giám sát, quy định rõ ràng minh bạch danh mục mua sắm tập trung và mua sắm phân cấp để các cấp, các đơn vị liên quan dễ thực hiện. Về tình trạng một số cán bộ nhân viên cơ sở y tế công lập xin nghỉ việc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm đánh giá tình trạng mất cân đối về nhân lực, có phương án chủ động phù hợp để cân đối giữa các địa bàn giữa các tuyến lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả thành tựu của ngành y tế bộ y tế thời gian qua đóng góp lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội còn với những việc chưa được thì phải xử lý khắc phục nhưng không vì thế mà thiếu ý chí trách nhiệm với tính mạng sức khỏe người dân ngành y tế cần nhanh chóng kiện toàn các chức danh ra soát các quy định để làm tốt hơn tránh tâm lý lo ngại sợ sai không dám làm thủ tướng bày tỏ tin tiếp theo khởi tố bắt tạm giam hai nguyên phó chủ tịch tỉnh lào cai liên quan vụ khai thác chui một triệu tấn quạng apatit Thưa quý vị, ngày 24 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo quyết định khởi tố vụ án ngày 11 tháng 8 năm 2021 và phạm tội rửa tiền theo quyết định bổ sung ngày 6 tháng 1 năm 2022 căn cứ kết quả điều tra ngày 23 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1960 ở thành phố Lào Cai, nguyên thành viên hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam. Cùng ngày 23 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 người về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm ông Nguyễn Thanh Dương, 63 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Lê Ngọc Hưng, 62 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Mai Đình Định, 61 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai và ông Phan Văn Cương, 60 tuổi, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai. Những bị can này được xác định liên quan đến vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lilama do ông Nguyễn Mạnh Thừa làm giám đốc. Hiện các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai điều tra mở rộng vụ án. Tin tiếp theo, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 3 cán bộ ở Ninh Thuận để điều tra sai phạm đất đai. Thưa quý vị, nguồn tin của Tiền Phong ngày 23 tháng 6 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản về việc tạm dừng giao dịch tài sản đối với 3 cán bộ huyện Ninh Hải và Thuận Nam vì liên quan đến việc cho thuê đất trái quy định. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an Ninh Thuận đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại huyện Thuận Nam và Ninh Hải. Qua điều tra, công an xác định liên quan đến việc cho thuê đất sai quy định tại hai địa bàn trên có trách nhiệm liên quan đến cá nhân gồm ông Võ Thể, 53 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, hiện đang làm phó ban dân vận huyện Ninh Hải và Trần Anh Tuấn, 39 tuổi, nguyên phó phòng tài nguyên và môi trường huyện Ninh Hải và ông Diệp Minh Xuân, 54 tuổi, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. Để đảm bảo quá trình giải quyết vụ án thuận lợi và đúng quy định pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tư pháp, các văn phòng đăng ký đất đai và văn phòng công chứng tạm dừng mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhà cửa, các tài sản khác liên quan đến ba cán bộ trên. Tin tiếp theo, Công an thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về nạn lừa bán người lao động sang Campuchia. Mới đây, Thượng tá Lê Mạnh Hà Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vấn nạn lừa đảo bán người lao động sang Campuchia tại buổi họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế xã hội. Thượng tá Hà cho biết tội phạm buôn bán người là vấn đề nhức nhối được nước ta và thế giới quan tâm. Cụ thể Quốc hội đã thông qua luật phòng chống mua bán người có hiệu lực từ năm 2012, ngày 30 tháng 7 hàng năm, được xem là ngày toàn dân phòng chống mua bán người và Bộ luật hình sự cũng có quy định về loại tội phạm này. Theo đó, tội phạm buôn bán người thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân, nhất là trẻ em phụ nữ, người có hiểu biết hạn chế, kinh tế gia đình khó khăn, thiếu việc làm, thành thiếu niên có tư tưởng nhanh làm giàu, đổi đời. Loại tội phạm này lừa đảo, hứa hẹn tìm việc làm có thu nhập cao rồi bán nạn nhân sang nước ngoài để trục lợi. Thời gian qua, mạng xã hội nổi lên nhiều thông tin đang tuyển người sang Campuchia làm việc với mức lương cao. Đồng thời, nhóm đối tượng còn đưa ra một số điều kiện như biết đánh máy, giọng nói tốt để tạo dựng lòng tin với các nạn nhân. Những nạn nhân từ các tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh được đưa qua đường tiểu ngạch sang Campuchia. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân bị yêu cầu trả số tiền đền bù vận chuyển và chi phí ăn ở. Có người còn bị bắt khống chế, bóc lột xương lao động, xâm hại tình dục và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đã nắm được thông tin, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm soát tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu người dân khai báo, phối hợp điều tra khi xảy ra sự việc đáng tiếc. Tính tiếp theo, bắt tạm giam giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Mỹ, Bình Định. Ngày 24 tháng 6, sau khi được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn, Công an huyện Phủ Mỹ Bình Định cho biết đã thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Hồ Mạnh Cường, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phủ Mỹ và ông Lê Văn Trinh, nguyên chủ tịch xã Mỹ Đức huyện Phủ Mỹ để điều tra, làm rõ hành vi, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ việc năm 2015, khi đang giữ chức Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Mỹ, ông Hồ Mạnh Cường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức Lê Văn Trinh đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Mỹ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở diện tích 464 m2 cho một hộ dân ở thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức sai quy định. Qua giải quyết tố cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Mỹ, thanh tra tỉnh Bình Định phát hiện Vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, ông Hồ Mạnh Cường liên quan đến vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định cho một cá nhân khác ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An. Cụ thể, thanh tra huyện Phú Mỹ thanh tra phát hiện các ông Hồ Mạnh Cường, nguyên phó trưởng phòng, Võ Tân Đức, nguyên chuyên viên phòng tài nguyên môi trường huyện Phú Mỹ, đặng Thanh Hòa nguyên viên chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Mỹ, phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy trình thủ tục vượt 2.724m2 so với thực tế tại thôn Xuân Bình. Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ đã quyết định thu hồi diện tích đất đai đã cấp sai quy trình thủ tục, vượt diện tích so với thực tế, đồng thời chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra, tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp, những nội dung có trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video. Mọi ý kiến trái chiều đến kênh tin tức 24h TV, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức 24h TV.